Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay lại là một món chay nữa giới thiệu đến quý cô bác để quý cô bác tham khảo nha. Đó chính là sườn chay nướng mắt mặt. Nói đến mắt mặt thì quý cô bác cũng biết là nó có mùi vị đặc trưng rồi. Khi ướp với sườn chay thì nó có mùi thơm rất là đặc biệt. Giờ thì xin mời quý cô bác vào bếp và thực hiện với em món sườn chay nướng lá mắt mặt này nha. Nguyên liệu chuẩn bị rất là đơn giản. Ở đây em có 100g thịt vịt chay. Có thể thay thế thịt vịt chay này bằng nắm đùi gà cũng được. Và 3 miếng sườn non chay. 20g nấm đông cô khô em đã ngâm cho nó nở mềm và rửa sạch. Một ít gừng, ớt. Nguyên liệu tiếp theo đó chính là hành tím. Phần hành tím thì em dùng 50g và để nguyên cũ. 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay. Và đây là gói gia vị quan trọng đây. Gia vị ướp thịt mắt mặt. Gói gia vị này được làm từ một số gia vị khác và nguyên liệu chính của nó chính là quả mắt mật. Cái mùi của quả mắt mật nó rất là thơm. Khi ướp với thịt chay để nướng thì nó có mùi vị rất là đặc trưng luôn đó. Quý cô bác có thể mua gói gia vị này ở siêu thị nha. Cần thêm một ít giấy bạc, một ít nước mắm chay và dầu ăn. Giờ thì xin mời quý cô bác vào bếp cùng làm với em nha. Sườn chay sau khi ngâm nước cho mềm thì mang đi rửa sạch, vắt khô nước. Bây giờ em sẽ cắt nhỏ thành những miếng cho vừa ăn. Tiếp theo thì mang sườn chay đi chiên cho vàng giòn. Nhớ là thật là vàng và thật là giòn nha. Càng giòn thì khi nướng nó sẽ càng ngon. Phần thịt vịt chay em cũng cho vào đây chiên luôn. Thịt vịt chay này được làm từ cải muối, nấm đông cô và tàu hủ ki. Phần sườn chay và thịt vịt phải chiên cho thật là vàng như thế này thì chúng ta mới vớt ra nha. Rất là giòn và có màu vàng hấp dẫn luôn. Nguyên liệu này cần phải được xào lại, tắm ướp gia vị đàng hoàng thì chúng ta mới đem đi nướng được. Phi thơm một ít gừng, hành và ớt. Tiếp theo cho sườn chay và thịt vịt chay vào. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều và nêm nếm gia vị nha. Quý cô bác nêm vào đây gồm đường, hạt nêm chay, một chút xíu nước mắm chay. Đảo đều lên. Cho phần gia vị thấm đều thì cho nấm vào. Cho luôn phần hành tây nguyên cũ vào. Quý cô bác đảo đều. Đảo một lúc thì cho gia vị mắt mật vào. Nêm vào đây khoảng 1 muỗng cà phê là được rồi nha quý cô bác. Đảo đều lên. Mùi vị của nó khá là thơm. Đảo đều khoảng 3 phút. Khi thấy sườn chay và thịt vịt chay thấm đều gia vị mắt mặt, bây giờ chúng ta tắt bếp và chuẩn bị giấy bạc để mang đi nướng nha. Em sẽ sử dụng 2 lớp giấy bạc như thế này. Ấn ở giữa cho nó lõm xuống, bây giờ thì cho phần thịt vào, gói gọn lại và mang đi nướng thôi. Xào như vậy nó chưa có ngon lắm, quý cô bác nướng lại nó sẽ rất là thơm. Lúc nướng thì nhớ rắc lên trên thêm một vài lát gừng như thế này. Giờ thì gói cẩn thận lại. Rồi bây giờ quý cô bác có thể cho vào lò nướng nè, nướng trên lửa than hoặc là nướng trên vỉ bằng bếp ga cũng được. Quý cô bác nướng tầm 15 đến 20 phút là được. Khi thấy mùi thơm bốc ra thì chúng ta có thể tắt bếp và cho ra đĩa thưởng thức thôi. Đối với gói gia vị mắt mật, quý cô bác có thể dùng để nướng đậu hũ. Đậu hũ sau khi xiên que xong, xiên với một ít nấm, quý cô bác pha nước mắt mật này nè, một ít tương ớt, một ít dầu hào. Sau đó chúng ta phết lên, nướng ăn cũng rất là ngon đấy. Sườn chay khi nướng xong có mùi thơm, vị mặn ngọt, ăn dai dai, rất là ngon. Cảm ơn quý cô bác đã theo dõi video nha.
Hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau. Chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.